Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng đến từ San Jose và Mỹ Linh. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật bình an và nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng. Dạ vâng, thân ái chào cô Mỹ Linh cùng tất cả quý khán giả khắp nơi. Hôm nay đã là ngày 19 tháng 7, nhưng mà đối với đất nước Việt Nam là ngày 20 tháng 7. Ngày 20 tháng 7 cũng là một cái ngày kỷ niệm của đất nước của chúng ta năm 1954, khi mình chia đôi rồi người miền Nam, miền Bắc ra đi. Thì chúng tôi xin mừng ở đây kính chúc tất cả quý vị được sức khỏe dồi dào. Và nếu quý vị nào đã từng di cư năm 1954 rồi đến năm 1975 thì cũng nhân ngày này xin được chia một cái nỗi buồn đất nước của chúng ta từ năm 1954 ngày 20 tháng 7. Xin được kính chào quý vị. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và kính thưa quý khán giả, chương trình của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Da Amava Resort Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo có luôn cả bài bàn. Hệ thống hotel resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Và tiếp đến nữa đó chính là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn và bổ dưỡng. Mời quý vị tìm đến với nhà hàng chay Di Lạc tại 2850 Queen Bee Road, Suite 125 thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến cho quý vị những bản tin thì chúng tôi xin thông báo đến với lại quý vị một tin buồn trong cộng đồng của chúng ta. Và được tin giáo sư Tô Văn Lai là người đã sáng lập Trung tâm Thúy Nga đã qua đời vào lúc 11 giờ 5 phút sáng ngày hôm nay tại Tư Gia. Đây là một điều rất là đáng thương tiếc ở trong cộng đồng của mình. Nếu như mà nhắc đến nền sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, không thể nào không nhắc đến Trung tâm Thúy Nga. Mà khi mà nhắc đến Trung tâm Thúy Nga, chúng ta không thể nào không nói đến người sáng lập, đó chính là ông Tô Văn Lai. Thưa quý vị, giáo sư Tô Văn Lai sinh ngày 12 tháng 5 năm 1937. Ông có tên Mỹ là Tô Lai Peter. Vợ chồng ông Lai có hai người con là cô Maria Tô và anh Tô Ngọc Kim. Ở trên trang web của Thúy Nga.com thì của Thúy Nga Paris By Night thì ông Lai cùng vợ là bà Thúy Nga đã sáng lập ra băng đĩa nhựa Thúy Nga, ra hãng đĩa băng nhựa và băng cassette mang tên Thúy Nga ở Sài Gòn năm 1972, nằm trong khu thương xá Tam Đa và khu đường Nguyễn Trung Trực, Công Lý, Lê Lợi. Hãng cho ra băng nhạc một thời gian thì dừng sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Gia đình ông Lai ở lại Sài Gòn cho đến năm 1976 thì vượt biên sang Paris, nước Pháp, mang theo băng đĩa mà họ có được. Và được biết dù ở nơi xứ người thì ông Lai vẫn luôn ấp ủ giấc mơ mở một băng đĩa lớn và vẫn luôn đam mê với âm nhạc, nên thực hiện đủ mọi công việc để có thể gom góp tiền bạc để thực hiện ước mơ có một cái nơi sản xuất băng đĩa ngay tại đất Pháp. Và quả thật họ đã làm được như vậy. Sau khi đủ tiền thì ông đã đến gặp Euro Media Production là công ty phát thanh truyền hình tại Pháp để nhờ băng video Paris By Night đầu tiên. Thời gian đó ông Lai và bà Thúy Nga đã tập hợp các ca sĩ, nhạc sĩ tha hương để thành lập chương trình. Năm 1983 thì số Paris By Night đầu tiên đã được sản xuất tại Paris cho đến số 22. Và đó chính là những chặng đường đầu tiên. Và sau đó thì qua Mỹ thì Trung tâm Thúy Nga lại tiếp tục phát triển. Và với sự phát triển này thì chúng ta không thể nào không nhắc đến ông Tô Văn Lai với sự dìu dắt của ông. Và sự ra đi của ông Tô Văn Lai ngày hôm nay là một điều rất là đáng tiếc. Và được tin này thì VNATV chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến Tăng Quyến. Và chúng tôi sẽ có những thông tin chi tiết hơn khi mà có cáo phó chính thức của Tăng Quyến được đưa ra. Xin chân thành chia buồn với Trung tâm Thúy Nga cũng như là chị Thủy và anh Kim. Xin cầu nguyện cùng với lại Thiên Chúa sẽ đưa linh hồn của ông Tô Văn Lai sớm về an nghỉ nơi nước Chúa. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay cùng với là tiến sĩ Hồng Dũng Thành. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh mới vừa đưa một cái tin buồn. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị nghe bản tin đầu tiên là Taliban đã lệnh cho nữ giới của Bộ Tài chánh là đưa đàn ông trong nhà tới để làm việc. Các nữ nhân viên thuộc Bộ Tài chánh của Afghanistan bất ngờ bị yêu cầu cần phải đem người thân là nam giới đến để mà thay thế vị trí cho nữ giới. Đây là một cái câu chuyện mà ở tại đất nước Afghanistan, Taliban hiện nay đã cầm quyền và Taliban nói rằng Taliban chỉ cần người đàn ông thay vì
phụ nữ. Chính quyền Taliban đã yêu cầu các nữ viên chức thuộc Bộ Tài chánh của Afghanistan phải cử một người thân là nam giới đến làm việc thay thế cho họ. Một năm sau khi các nữ nhân viên chính phủ bị cấm đi làm và phải ở nhà, theo Guardian, các nữ nhân viên đã nhanh chóng bị yêu cầu ở nhà ngay khi Taliban nắm quyền vào tháng 8 của năm 2021. Bị cắt giảm lương nặng nề để không được làm gì hết. Điều này đã làm cho thiệt hại cả 1 tỷ Mỹ Kim. Một số người thậm chí bị quan chức chính quyền Taliban gọi điện thoại yêu cầu họ giới thiệu người thân là nam giới để mà thay thế vị trí của họ. Giám đốc điều hành của UNICEF Women đã chia sẻ những hạn chế hiện tại trong vấn đề làm việc của phụ nữ ước tính dẫn đến thiệt hại kinh tế lên tới nhiều tỷ Mỹ Kim. Đó là những điều mà chúng ta thấy đất nước Afghanistan với chế độ Taliban đang cai trị. Trở về với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, hôm nay Thượng nghị sĩ Rand Paul đã tố cáo Thượng nghị sĩ Mitch McConnell vì đã làm phá vỡ cái thỏa thuận bí mật với lại Tòa Bạch Ốc. Thượng nghị sĩ Rand Paul đã chỉ trích lãnh đạo thiểu số của Thượng viện là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, và cả hai đó thì đều đến từ tiểu bang Kentucky. Và có một cái người ứng cử viên và được đề cử rất là sáng giá cho tiểu bang Kentucky, cho khu vực quận hạt phía đông của Kentucky, đó là ứng cử viên Jeff Merrick. Nhưng mà cuối cùng thì ông Jeff Merrick đã bị ngăn cản, và Thượng nghị sĩ Rand Paul đã đổ lỗi cho ông Mitch McConnell. Chính ông là nguyên nhân để làm mất đi một cái lá phiếu của đảng Cộng Hòa, thêm một nhiệm kỳ của Thượng viện cho các thượng nghị sĩ từ tiểu bang quê hương của chính ông, cho cùng một ứng cử viên về tư pháp, và đáng lẽ ra có thể dành lời chúc phúc cho người được đề cử. Trong một dòng tweet thì Thượng nghị sĩ Rand Paul đã đổ lỗi cho ông Mitch McConnell khi đề cử ông Meredith đã bị bỏ qua, và ông nói rằng nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa là ông Mitch McConnell đã sai lầm trong việc thúc đẩy một chiến lược bí mật, nhưng mà cuối cùng nó đã bị sụp đổ. Ông Rand Paul viết: "Tôi ủng hộ ông Jack Meredith và ủng hộ ông ấy khi ông ấy được cân nhắc cho một vị trí khác. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ được đưa ra một đánh giá tốt. Nhưng thật không may, thay vì gọi là có những cái relationship, có một cái sự giao tiếp tốt và ủng hộ ông ấy, thì Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã chọn cắt đi một thỏa thuận bí mật với Tòa Bạch Ốc, và nó đã đổ vỡ." Những lời chỉ trích công khai của ông Rand Paul đối với ông Mitch McConnell là một điều bất thường, vì cả hai đều đại diện cho tiểu bang Kentucky và đều là thành viên của cùng một đảng. Đề cử được đề xuất ông Meredith là một nguồn gây tranh cãi cho Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc đã sẵn sàng đề cử ông Meredith vào vị trí cho ngành tư pháp, nhưng mà cuối cùng thì cái thỏa thuận đưa ông Meredith trở thành ứng cử viên nó đã gọi là không có được đề cử, không được thông qua. Cho nên đây là một cái sự giằng co của ông Rand Paul và ông Mitch McConnell, hai người đều đến từ tiểu bang Kentucky. Giờ quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng Thịnh. Chỉ đụng tay và không bắt tay, đó là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của Trung Đông. Kính thưa quý vị, bản tin nói về Tổng thống Joe Biden mấy ngày qua, và câu chuyện này đã được âm vang ở các xứ Ả Rập Xê Út, nơi tổ chức các cuộc gặp với quốc vương Ả Rập Xê Út là ông Salman bin Aruzi, và thái tử Ả Rập là ông Mohammed bin Salman, được gọi tắt là MBS. Thì trong dừng chân này đã không đưa đến những cái sự thành công, và mối quan hệ của Tổng thống Joe Biden và Ả Rập đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây. Vì vậy mà cho đến ngày hôm nay khi gặp nhau thì cái sự cùng tay nhau với giữa hai vị là một điều không có trong cái sự thân thiết cho lắm. Do đó vào cái ngày viếng thăm, truyền thông đã bắt gặp nhiều cái hình ảnh rất là đặc biệt, như là Tổng thống Joe Biden để cùng tay với Thái tử Ả Rập Xê Út, nhưng là bắt tay với quốc vương nước này nước nọ. Điều này đã theo tờ Washington Post trước chuyến đi này là một sự kiện mà người ta muốn ông hạn chế để vì đưa lên bình dịch COVID-19. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, trước khi chúng tôi gửi đến cho quý vị những bản tin tiếp theo thì không quên kính mời quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và Mỹ Linh, được phát hình trên cả 3 băng tần của chúng tôi từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ miền Nam California, và sau đó cũng có ở trên YouTube, ở trên Facebook VNATV cũng như trên hệ thống của Roku Box và trên website vnatv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc về đài 714-662-9696. 714-662-9696. Và chương trình của chúng tôi, kính thưa quý vị, cũng hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia với dòng xe EV6, dòng xe điện 100% lần đầu tiên được Kia sản xuất. Ngoài ra cũng có xe Sportage cũng rất là tốt, nửa xăng nửa điện, xe hybrid để cho quý vị lựa chọn. Mời quý vị tìm đến với lại các dealer xe Kia trong vùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Bản tin liên quan đến có một người mẹ đã tin rằng những diễn viên hóa trang ở tại công viên CSM Place đã cố tình phân biệt chủng tộc đối với hai bé gái da màu 6 tuổi. Người mẹ đã đăng một đoạn video clip lên trên Instagram cho thấy có một nhân vật đang đóng hóa trang, mặc trang phục đã phớt lờ hai đứa trẻ, trong đó có một đứa trẻ là con của cô, một đứa là cháu của cô, vì hai em là da màu. Khi mà có một cái cuộc gọi là tuần hành ở trên đường phố tại CSM, tại công viên CSM, CSM Place ở Buck County thuộc tiểu bang Pennsylvania, và lời giải thích của công viên đưa ra đó là một cái sự hiểu lầm, thì cô nói rằng là không đủ. Cô Jody Brown và luật sư của cô nói với CNN rằng là nhân vật Rosista của CSM Place đã cố tình phân biệt chủng tộc đối với cháu gái và con gái của cô. Trong một đoạn video clip dài 9 giây đã được đưa lên trên Instagram, thì con gái và cháu gái của cô đã cố gắng vươn tay lên thật là cao để được nhân vật Rosita ôm. Trong khi đó thì Rosita đã được nhìn thấy là đang đưa cái tay như vậy nè đối với lại những cái đứa bé khác, trong khi là dường như là vẫn vẫy các ngón tay của cô ấy với mọi người, nhưng mà không có xác định là có gọi là lắc đầu, là từ chối đối với lại cháu gái hay con gái của cô Brown trước khi bỏ đi hay không. Và cô Brown nói với CNN rằng nhân vật Rosita đang đi xuống trên tuyến đường diễn hành và ôm hôn những đứa trẻ khác, trong khi nhân vật này đã cố tình phớt lờ con và cháu gái của cô. Ngay sau khi nhân vật đi qua họ, thì có một cô bé khác ở bên cạnh họ thuộc chủng tộc khác, và anh ấy đã ôm cô bé nhỏ đó. Anh ấy rất thích và ôm cô ấy bằng cả hai tay. Và lúc đó tôi đã ngừng quay video vì khi anh ta bỏ qua bọn trẻ và nói không đối với chúng, tôi đã rất khó chịu nên tôi đã dừng lại cái việc quay video của mình. Và với lại tôi cảm thấy là giống như là đặt câu hỏi, ủa chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Và đoạn video này đã được Brown sharing lần đầu tiên trên Instagram sau cái sự việc xảy ra hồi thứ Bảy. Thì cái đoạn Instagram này đã được lan truyền đi rất nhanh, và đến ngày thứ Ba thì bắt đầu luật sư của cô vào việc và nói rằng là rõ ràng nhân vật Rosita đã phớt lờ hai đứa trẻ, con và cháu gái của cô. Quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, Tổng thống Nga là ông Putin đã đi thăm Tehran và đã gặp lãnh đạo Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, hôm nay là 19 tháng 7 đã đến Tehran để hội đàm với người đồng cấp của Iran là Ebrahim Raisi và nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ là Recep Erdogan. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi mà Nga đã khởi động một cái chiến dịch quân sự Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trước đó hồi cuối tháng 6, ông Putin cũng đã đi thăm Turkmenistan, Tajikistan và tham dự hội nghị thượng đỉnh Kafi lần thứ 6. Trong chuyến thăm Iran lần này, các cuộc đàm phán ba bên sẽ được tổ chức như là một phần của tiến trình hòa bình mà Moscow, Tehran và Ankara đương dự định. Và Điền Cẩm Linh, nhà lãnh đạo đã đưa với những món tin là nhà lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về những bước tiến để xóa bỏ hoàn toàn điểm nóng khủng bố ở tại Syria, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình và các giải pháp nhân đạo, cũng như là tái thiết xung đột. Và ông Putin cũng như là những vị lãnh đạo của hai quốc gia kia đã tuyên bố chắc chắn phải thực hiện trong những năm sắp tới. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Thưa quý vị, có một người đàn ông
đã bị buộc tội là tấn công tình dục 3 người phụ nữ chỉ trong vòng có 1 tuần ở tại New York. Người đàn ông này tên là Kimoy Royal, 32 tuổi, đã bị cảnh sát gọi là đưa ra những cái lời cáo buộc đối với lại việc là có tấn công tình dục, hiếp dâm, lạm dụng tình dục, cưỡng bức và có hành động tình dục hình sự. Sự việc xảy ra ngay trong căn nhà của anh ta ở tại khu vực East Chester thuộc thành phố Bronx của tiểu bang New York. Tháng trước thì có một người phụ nữ 24 tuổi đã sử dụng Grubhub để mà liên lạc nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Khi mà anh ta đó là đã muốn cưỡng hiếp cô, bắt cóc cô làm con tin. Nhưng mà cô nói dối với lại anh chàng Royal này là cô cần phải có cái Grubhub để mà order đồ ăn. Nhưng mà khi cô order thì cô đã ngay lập tức nhắn tin rằng hãy gọi ngay cho cảnh sát và xin đừng làm cho nó quá rõ ràng, tại vì cô sợ là cô sẽ bị anh ta là hãm hại. Và các nhân viên mà được nhận cái order từ Grubhub đó là nhân viên của cửa hàng Chipper Truck Cafe ở Yonkers, New York, ngay lập tức đã gọi điện cho cảnh sát và xin giúp đỡ. Và cảnh sát đã theo cái order ở trên Grubhub và đến lập tức bắt giữ luôn Royal. Nhưng mà nhờ bắt giữ Royal, nhờ cái người phụ nữ 27 tuổi này mà người ta phát giác ra đó là 5 ngày trước đây thì anh ta cũng đã cưỡng hiếp một cái người phụ nữ đầu tiên mà bà nhờ Grubhub mà được cứu thoát là người phụ nữ 24 tuổi. Sau đó 5 ngày trước đó thì có một người phụ nữ 27 tuổi, người mà anh ta cũng đã hãm hiếp cô. Khi mà cả hai đã hẹn nhau trên một ứng dụng hẹn hò, thì cái cô gái 24 tuổi mà được giải thoát bởi Grubhub đó cũng là hẹn hò nhau ở trên một cái ứng dụng, cái app hẹn hò. Anh ta cũng đã bắt cô gọi là thực hiện những cái hành động tình dục với anh ta và mà không có được sự đồng ý của cô. Một ngày sau thì Royal cũng đã gọi là bị bắt gặp với một người phụ nữ khác 26 tuổi trên đường phố và dụ cô đến căn nhà của anh ta. Văn phòng biện lý quận của thành phố Bronx cho biết anh đã bị cáo buộc bắt giữ những người phụ nữ này làm con tin, tấn công tình dục, đe dọa giết và tấn công cô bằng cách cắn và bóp cổ. Denise Morono là cán bộ tờ, là người phụ trách về thông tin công cộng của biện lý quận Bronx, nói với CNN vào ngày thứ ba rằng cuộc điều tra cho thấy cả ba vụ thì đều có liên quan đến cùng một nghi phạm, đó chính là Kimoy Royal, 32 tuổi, và cảnh sát đang cố gắng tiếp tục điều tra vụ việc để xem liệu rằng có những người nạn nhân khác của anh ta hay không, khi mà anh ta có thể dùng những cái app gọi là hẹn hò để mà lợi dụng những cô gái nhẹ dạ cả tin ở trên những cái app hẹn hò đó để mà xâm hại họ. Đây là những cái người săn mồi rất là nguy hiểm, mà khi mà có những ai mà muốn làm bạn ở trên online thì cũng phải vô cùng cẩn thận. Và quay trở lại với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, bản tin tiếp theo là trùm ma túy Đông Nam Á đã bị tóm gọn tại Việt Nam. Cơ quan cảnh sát của Hàn Quốc, tức là NBA, đã cho biết một trong những ông trùm buôn ma túy lớn nhất Đông Nam Á đã bị bắt tại Sài Gòn, Việt Nam và đang được dẫn độ về Hàn Quốc. Ông trùm 47 tuổi này được xác định là mang họ Kim và là đối tượng nằm trong danh sách đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế là Interpol với tội danh buôn bán và cung cấp các chất cấm, chẳng hạn như methamphetamine thông qua ứng dụng Telegram kể từ năm 2018. Theo như John Hood, thì kẻ này đã từ chối trả lại mọi câu hỏi của phóng viên. Khi được áp tải đến một xe cảnh sát bên ngoài sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ông Kim bị bắt tại Sài Gòn hôm 17 tháng 7 sau gần 3 năm hợp tác truy bắt giữa cảnh sát và hai nước Việt Nam. Đó là những hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy rằng ông trùm ma túy của Đông Nam Á nếu mà bị tóm gọn như vậy thì cái đường dây của trùm ma túy này có thể sẽ bị tóm gọn tiếp theo. Hy vọng như vậy thì tình trạng của ma túy nó mới giảm xuống. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn thiếu sĩ Ngô Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa thưa quý vị, một máy biến áp ở ngay tại Hoover Dam đã bị bốc cháy ngày hôm nay. Một đám cháy lớn đã bùng phát ở tại đập Hoover Dam tại thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada vào khoảng 10 giờ sáng nay. Và khi mà một cái máy biến áp đã bị bốc cháy, tạo ra một luồng khói đen rất là lớn. Và sau đó thì nhóm cứu hỏa của Reclamation Hoover đã dập tắt đám cháy trong vòng 30 phút.
và bây giờ thì người ta vẫn không biết được cái nguyên nhân và vẫn đang điều tra sự việc. Rất may là không có bất kỳ một nhân viên hay là hành khách nào bị thương trong sự việc này, và cũng như là nguồn điện vẫn được cung cấp bình thường chứ không có bất kỳ điều gì xảy ra với lại nguồn điện. Tại vì quý vị biết là đập Hoover Dam được xây dựng vào năm 1935, nó cao tới 726,4 feet từ dưới cái nóng móng mà đi lên tới trên đỉnh đập và tạo ra đủ cái nguồn năng lượng điện cho 1,3 triệu người. Và nếu như mà cái đập này lỡ mà nó bị cái gì đó là 1,3 triệu người sẽ bị hoàn toàn ngưng điện, rất là nguy hiểm. Nhưng mà may mắn là cái đám cháy này đó là nó không có làm cho nguồn điện bị tắt gì cả. Nhưng mà tại sao cái máy biến áp lại bị bốc cháy thì người ta vẫn đang điều tra sự việc để mà nhanh chóng giải quyết, để chắc chắn không có những chuyện tương tự như vậy xảy ra. Dạ, và quý vị biết là đập Hoover Dam chúng tôi cũng đã đến nhiều lần, cũng đã tường trình đối với quý vị, nhưng mà chưa có cơ hội để mà đi xuống những cái đường turbine, những cái đường ống ở phía dưới để mà tường trình được. Chắc chắn là trong thời gian tới thì Vy Linh sẽ quay trở lại đây để mà đi xuống cái đường ống để tường trình cho quý vị một lần nữa nha. Nhưng mà bây giờ là Hoover Dam đó là cái nước quá là bị cạn, nó khô cạn nước và chưa bao giờ trong thập kỷ mấy chục năm nay chưa bao giờ nó cạn đến như vậy. Cạn đến nỗi mà nó đã lộ ra hai bộ xương người cũng như là một con tàu có từ trong đệ nhị thế chiến luôn đã bị lộ lên rồi. Là quý vị tưởng tượng là nó cạn đến mức nào. Và đây là cái con đập có sức chứa rất là lớn, và nó là cái đập đó, ngay tại cái khu vực này nó gọi là hồ Lake Mead, nhưng thực chất nó là đến từ cái nguồn của dòng sông Colorado chảy ngay biên giới của Arizona và Nevada, và nó cung cấp một nguồn năng lượng điện rất là tuyệt vời tới 1,3 triệu người, và có một phần của Los Angeles của chúng ta chính là được hưởng điện từ cái con đập của Hoover Dam này, vô cùng quan trọng. Cho nên đập Hoover Dam có cái gì đó là những bản tin đều là rất là tập trung. Và may quá đám cháy là không có bị gì cả, một cái đám cháy lớn nhưng mà không có gây nguy hiểm đến nguồn điện. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi một công ty chuyên sản xuất Fucoden, đó chính là Nature Medic, đặc biệt có luôn cả Fucoden dạng nước rất tốt cho sức khỏe, sức đề kháng của quý vị. Nhất là những quý vị nào đang chống chọi với những căn bệnh nặng, kể cả bệnh ung thư, thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Mời quý vị đón xem talk show mỗi ngày thứ tư của công ty Nature Medic lúc 2:30. Và sau đây là những bản tin tiếp theo được gửi đến cho quý vị. Và tiến sĩ Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Tiếp theo bản tin là theo phóng viên của Jakarta, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế của Indonesia là Erlangga Hartarto cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị một chiến lược đặc biệt nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng trong khoảng năm 2023. Phát biểu tại phủ tổng thống của Jakarta, ông Erlangga cho hay Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu chúng tôi chuẩn bị một chiến lược để ứng phó với tình trạng khan hiếm lương thực và năng lượng toàn cầu. Trong ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Erlangga đã tham gia hai cuộc họp nội các quy mô và nói về việc quản lý cũng như sản xuất từ dầu cọ và đánh giá tình hình triển khai lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng. Và dù ở mức độ tăng trưởng hay là đạt được lạm phát 5%, thì vấn đề hiện nay vẫn là tình trạng hết sức là khó khăn cho lương thực toàn cầu. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, sau những bản tin có phần gây cấn ở trong ngày hôm nay thì một bản tin rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, rất là tình cảm. Đó chính là một em bé 5 tuổi đã gọi cho 911 và nhận được
bất ngờ đặc biệt từ cảnh sát của thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Georgia. Một em bé 5 tuổi có tên là Charlene Moffett đã cần đồ chơi, và khi mẹ của em bé nói rằng là mẹ sẽ cố gắng làm tất cả điều gì có thể để em có đồ chơi, nhưng mà em đã tự giải quyết vấn đề của mình bằng cách là gọi điện cho 911. Và em bé đã gọi điện và hỏi liệu rằng có ai đó có thể mang cho em và em gái của em một số đồ chơi hay không. Thì một cảnh sát ở thành phố Phoenix và những người mà điều phối của 911 đã cùng nhau lấy đồ chơi và mang đến nhà của hai em bé này. Và lúc này đó thì mọi người rất là ngạc nhiên, thì mẹ của hai em đã nói rằng là tôi thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra nữa, tôi giống như là những người đã gọi cho cảnh sát vậy đó, và tôi đã ra mở cửa. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ nói với tôi trước rằng là ông ấy đang tìm Charlie Moffett. Và vì vậy trong tâm trí tôi đang liệu hỏi rằng liệu cảnh sát đến đây để làm gì, tìm một đứa trẻ 5 tuổi, và có phải thật sự là con trai của tôi là người mà cảnh sát kiếm hay không. Và cuối cùng thì một cảnh sát là Larry Baldwin đã cho biết chắc chắn đó là điểm sáng cho công việc của chúng tôi, và điều đó giúp tôi có thêm động lực và tiếp tục làm những gì mà chúng tôi đang làm cho một cái bức tranh đẹp ở văn phòng của sở cảnh sát. Và đôi khi không phải lúc nào tôi cũng có một bức tranh đẹp, và vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ một sự giúp đỡ và cố gắng làm cho cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi ở đây là cho quý vị. Và Charlene là không phải là người duy nhất được đối xử một cách đặc biệt. Các cảnh sát cũng đã mang búp bê Bobby cho em gái của em nữa. Và cho nên là đây là một cái việc làm rất là dễ thương của cảnh sát. Và có những người cảnh sát đó, giống như là một người đồng đội của họ đã hy sinh ngay khi mà con của anh là chuẩn bị bước vào cái ngày khai giảng năm học đầu tiên, thì cả một nhóm cảnh sát luôn đã mang xe cảnh sát tới đi thành từng đoàn để mà hộ tống em bé đến trường trong một cái niềm vinh dự. Rồi hoặc là cũng có em bé cần sự giúp đỡ hoặc là thiếu đồ ăn thì cảnh sát cũng đã mang sữa, mang trứng đồ tới nhà. Cho nên là đó là những cái bức tranh đẹp mà cảnh sát cố vẽ nên cho cộng đồng của chúng ta, để thấy rằng cảnh sát không chỉ là có nhiệm vụ là gọi là bắt cướp hay là chỉ có những vụ bắn súng, nhưng mà cảnh sát còn có một cái gọi là cái chức trách của họ, và cũng như là còn có sự ấm áp của họ dành cho cộng đồng với lại tất cả những cái sự hy sinh. Và đây là một câu chuyện rất là đẹp, thưa quý vị. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Ả Rập đã không diễn ra như kỳ vọng khi Tổng thống Joe Biden không nhận được sự cam kết nào đối với một trục an ninh khu vực bao gồm cả Israel, hay là lời hứa tăng sản lượng dầu quả. Trước khi rời Saudi Ả Rập, thì chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, ông Joe Biden, và hội nghị thượng đỉnh với 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, một trong những mục tiêu mà Tổng thống Hoa Kỳ đã đặt ra trong chuyến thăm này là mong muốn Saudi Ả Rập và các đối tác của nước này trong nhóm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ bơm thêm dầu để bình ổn thị trường nhiên liệu trong bối cảnh lạm phát ở Hoa Kỳ đang ở mức cao ngất ngây. Đây là một điều mà Tổng thống Joe Biden của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ muốn có một cái thỏa ước đặc biệt nào đó để cầm trong tay. Tuy nhiên cho đến lúc ra về thì hiệp ước này vẫn chưa có và chưa có đá động gì bất cứ một cái nào được gọi là có lợi cho ta cũng như là cho người. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, là bản tin liên quan đến việc Hạ viện đã thông qua dự luật bảo vệ bình đẳng hôn nhân với 47 thành viên của đảng Cộng hòa Say Yes. Dạ, Hạ viện đã thông qua một dự luật vào ngày hôm nay để bảo vệ việc bình đẳng hôn nhân. Đây là cách mà họ đối chọi lại trực tiếp với lại ý kiến từ thẩm phán của tòa án tối cao, đó là thẩm phán Clarence Thomas, vào hồi tháng trước kêu gọi bãi bỏ các quyết định bảo vệ quyền của những người của cộng đồng LGBT. Và đạo luật này có tên là đạo luật tôn trọng hôn nhân, được thông qua trong cuộc bỏ phiếu với 267 phiếu thuận, 157 phiếu chống, với 47 thành viên của đảng Cộng hòa Say Yes. Tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ Say Yes đồng thuận với lại dự luật này, trong đó có 7 thành viên của đảng Cộng Hòa không bỏ phiếu. Nhưng mà cái gọi là dự luật này sẽ phải đối mặt với một sự lung lay tại Thượng viện với lại cái con số 50-50 kêu gọi đang bãi bỏ gọi là đạo luật hôn nhân, gọi tắt là DOMA, là một đạo luật mà đã được Tổng thống Bill Clinton ký thành luật năm 1996, công nhận hôn nhân là
chỉ sự kết hợp hợp pháp giữa một người nam và một người nữ như vợ chồng. Dạ, nhưng mà bây giờ đó, đảng Dân Chủ muốn bãi bỏ cái luật hôn nhân này, có nghĩa là bây giờ là không chỉ công nhận một người nam và một người nữ là vợ chồng, mà còn có thêm một người nữ và một người nữ có thể là hai người vợ, hai người chồng, mà hoặc một hai người nam với nhau. Đó thì coi như là họ muốn gọi là phá đi cái luật công nhận hôn nhân DOMA mà Tổng thống Bill Clinton đã ký. Họ muốn phá bỏ điều này, cộng thêm cái dự luật về bình đẳng hôn nhân nữa, để mà họ nói là bây giờ chúng ta cần phải tôn trọng cái quyền bình đẳng của hôn nhân của những người đồng giới. Và theo Ủy ban Tư pháp của Hạ viện, điều tôn trọng hôn nhân và tôn trọng hôn nhân của các vợ chồng đồng tính, đồng giới giữa các chủng tộc phải được đối xử bình đẳng với các cá nhân kết hôn khác ở cấp liên bang, chứ không phải là chỉ là tiểu bang nữa, mà liên bang phải công nhận những cái cuộc hôn nhân như vậy là hợp pháp. Ngoài ra thì dự luật về bình đẳng hôn nhân cũng trao cho tổng trưởng lý quyền khởi kiện dân sự để mà chống lại bất kỳ cá nhân nào vi phạm, và cho phép bất kỳ cá nhân nào khởi kiện dân sự nếu như quyền mà được tự do hôn nhân của họ không được chấp thuận. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, bản tin của New Delhi. Năm 2023 là thời điểm mà Ấn Độ có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, theo Liên Hiệp Quốc cho biết. Vào năm 2021 thì dân của Ấn Độ là 1,4 tỷ, so với dân Trung Quốc là 1,4.1 tỷ. Đến năm 2050, dự kiến này sẽ tăng lên rất là cao. Dân số toàn cầu, là một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, dự kiến 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Dự đoán sẽ thấy con số này là 8.5 tỷ và 9,7 tỷ vào những năm 2050. Đó là bản tin của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay. Trở lại với cô My Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và tiếp đến là bản tin liên quan đến việc bà Ivana Trump rất là yêu những con chó, và di sản của bà về việc chăm sóc động vật sẽ được tiếp tục sau khi bà đã qua đời. Ở gia đình của Tổng thống Trump sẽ có một yêu cầu đặc biệt với những người muốn tôn vinh cuộc đời và di sản đáng chú ý của bà Ivana Trump, khi mà gia đình và bạn bè của bà sẽ đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày thứ tư này tại một địa điểm ở New York. Những người đến viếng tang và những người khác, thay vì tặng hoa thì họ sẽ được yêu cầu quyên góp cho tổ chức Big Dog Ranch Rescue, viết tắt là BDRR.org, ở tại Florida, để cứu giúp những con chó đang cần sự giúp đỡ. Lori Simons là giám đốc điều hành của tổ chức Big Dog Ranch Rescue có tại thành phố Loxahatchee's Gulf tại Florida, đã cho biết là bây giờ có rất là nhiều con chó ở trong cái ranch này là đang gần hết hạn rồi, cho nên là gần hết thời gian chăm sóc, tại vì họ không có còn đủ ngân khoản thì nó cần phải được đưa đi đến các gia đình khác để được tiếp tục chăm sóc. Nhưng bây giờ không có gia đình nào nhận thì nó cần phải được duy trì, nếu không là những con chó này không biết đi đâu về đâu. Cho nên là tổ chức này mong muốn gia đình của Trump sẽ cố gắng tiếp tục duy trì cái trung tâm này. Thì Eric Trump và Lara Trump cũng như Kimberly và Don Trump Jr. cũng đã ủng hộ việc cứu những con chó này, và cái sự phát triển của trung tâm này là một điều rất quan trọng. Và trung tâm cũng nói là cả gia đình của ông Trump sẽ tham gia vào cái tổ chức từ thiện này để giúp đỡ cho những con chó. Và bà Ivana Trump khi còn sống rất là yêu thương những con chó này, thì gia đình Trump muốn gìn giữ, và thay vì mọi người đến viếng đặt vòng hoa tưởng niệm thì hãy quyên góp cho cái tổ chức Big Dog Ranch Rescue như là một cái di sản để lại, như một gì đó để nhớ đến những gì mà bà Ivana Trump đã để lại. Và ngày thứ tư, ngày mai sẽ là tang lễ của bà, và quý vị nhớ đón xem Good Morning Vietnam America. Chúng tôi sẽ cố gắng gửi những một số các hình ảnh về tang lễ của bà Ivana Trump đến với quý khán giả khắp nơi. Cảm ơn quý vị. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một buổi tối thật bình an và nhiều niềm vui. Xin kính chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, kính chào quý vị và kính chúc quý vị an lành. Chào quý vị.